Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây thời tiết rất xấu cho cả đất liền và các vùng biển phía Nam của nước ta. Đêm qua đến sáng sớm nay thì Nam Bộ đã có những điểm mưa to đến rất to, từ 101 đến 176mm là Tân Điền, Kiên Giang, Trường Xuân A, Cần Thơ, Rồng Trôm của Bến Tre. Dự báo ngày hôm nay thì Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên tiếp diễn mưa dông trên diện rộng. Cục bộ vẫn có nơi mưa to với lượng mưa là trên 80mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các khu vực đô thị. Mưa dông cũng xảy ra ở các vùng biển từ Bình Định xuống Cà Mau, Kiên Giang, giữa và Nam Biển Đông trong ngày hôm nay, khả năng kèm theo lốc xoáy, gió Tây Nam mạnh cấp 5 tới cấp 7, giật cấp 7, cấp 9 và biển động. Thời tiết cực đoan đang xảy ra với tần suất thường xuyên hơn, trong khi tại bang Telangana của Ấn Độ đang đối mặt với mưa lũ kỷ lục, thì tại Hàn Quốc, cảnh báo nắng nóng được ban bố ở hầu hết các vùng trên cả nước. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị nước cuốn mất tích sau khi trận mưa lớn kỷ lục trút xuống bang Telangana, miền Nam Ấn Độ. Một số khu vực ở bang này đã ghi nhận lượng mưa trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, lên đến 649mm. Trước đó, mưa lớn đã nhấn chìm nhà cửa và phong tỏa nhiều tuyến đường. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng thuyền và trực thăng để sơ tán hàng trăm người. Tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn bang đã phải đóng cửa từ ngày 26 tháng 7. Hàn Quốc ban bố cảnh báo sóng nhiệt ở hầu hết các vùng trên cả nước khi nắng nóng trở lại sau mùa mưa. Tại tỉnh Gyeonggi đã xuất hiện một số ca bệnh liên quan nắng nóng trong bối cảnh nắng nóng cực đoan vẫn tiếp tục bao trùm địa phương này. Hàn Quốc thường đưa ra cảnh báo sóng nhiệt khi nhiệt độ cao nhất được dự báo từ 35 độ C trở lên trong hơn 2 ngày liên tiếp hoặc dự báo sóng nhiệt gây thiệt hại lớn. Dịch đau mắt đỏ đã bùng phát tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ sau đợt mưa lũ liên tiếp thời gian qua. Chỉ trong vài ngày qua, thì các bệnh viện ở New Delhi đã tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân bị viêm kết mạc. Đa phần các bệnh nhân đến từ các khu vực gần sông Yamuna chảy qua thành phố sau khi nước lũ rút đi. Mưa ở mực nước sông Yamuna gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 45 năm qua sau đợt mưa lớn bất thường. Chính quyền New Delhi cho biết là hàng nghìn người đã được sơ tán đến các trại cứu trợ để thoát khỏi lũ lụt. Thủ đô London của Anh sẽ mở rộng phạm vi áp dụng quy định yêu cầu các chủ phương tiện gây ô nhiễm phải trả phí khi lưu thông. Theo quy hoạch mới thì phạm vi áp dụng đối với các phương tiện gây ô nhiễm không chỉ là trong nội thành như hiện nay mà sẽ mở rộng ra toàn bộ vùng thủ đô. Các phương tiện gây ô nhiễm sẽ phải trả khoản phí là 12,5 bảng Anh, tương đương khoảng 380.000 đồng mỗi ngày. Và nếu không trả tiền theo quy định thì họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới là 160 bảng Anh, tức là khoảng 4,8 triệu đồng mỗi ngày. Quy định mới này sẽ được bắt đầu thực thi từ ngày 29 tháng 8 tới.